Nay chúng ta tiếp tục bài 3, nghiên cứu từ khóa và xác định từ khóa. Hôm trước thì chúng ta đã có lập một blog rồi, nói về các bạn thì làm về chủ đề gì thì đầu tiên các bạn phải xác định được đối tượng. Đầu tiên là xác định như thế nào thì bạn ta cũng tham khảo. Thứ nhất là ai là người tìm thấy trang web của bạn, bạn mang lời ích gì cho họ. Phân tích thị trường ngách, ở đây là giới thiệu lợi ích của sản phẩm bạn và các bài viết PR cho sản phẩm. Từ đó, từ các bài viết đó, bạn có thể kéo khách hàng có hành động mua sản phẩm. Ta nên chọn những từ khóa bình dân, đứng ở vị trí khách hàng suy nghĩ, của họ. Và các bạn có thể tìm những từ khóa từ những người làm nghề khác mình. Và quan trọng là bạn có thể lên tìm đối thủ của bạn, xem đối thủ của bạn hiện tại đang làm những từ khóa gì và bạn theo đó bạn làm theo. Và có thêm một từ khóa là Việt Nam mình từ ngữ rất phong phú, chúng ta có thể sử dụng các từ khóa xây dựng tạm. Về cái từ khóa này thì chúng ta theo tùy theo địa phương như nồi hoặc chảo, từ đồng nghĩa, từ nương. Nếu bạn làm ở thành phố Hồ Chí Minh thì bạn có thể viết tắt TP ACM, hiện tại Google nó cũng hiểu từ khóa này là từ khóa gì, và từ khóa phòng cháy chữa cháy PCCC, và từ khóa nhớ từ khóa này và lồng chữa lẫn nhau. Mình ví dụ như khóa học SEO web sai ở đâu tốt, thì trong cái tiêu đề từ khóa này mình sẽ có được khóa học SEO này, khóa học SEO website này, khóa học SEO website ở đâu tốt này, học SEO website ở đâu tốt này, học SEO website này, từ học SEO này, học SEO ở đâu tốt này, học SEO ở đâu này. Và bạn có thêm tính năng là khóa SEO website. Sau này bạn khi bạn viết một tiêu đề thì bạn cố gắng nghĩ ra một cái tiêu đề nào có từ khóa lồng chữa lẫn nhau, một cái tiêu đề bạn có thể share được nhiều từ khóa. Lúc đầu mới SEO thì các bạn nên chọn những từ khóa dài, vì những từ khóa dài này là mang chiến lược ngắn nhưng mà chi phí nó thấp, thời gian làm ngắn. Còn các từ khóa ngắn á thì thời gian là lâu dài hơn, chi phí và nó cũng cao hơn. Từ khóa này, các từ khóa bạn làm bạn nên đánh vào trọng tâm, trọng điểm, và tốt là làm địa danh, địa điểm. Ví dụ bạn muốn làm ở thành phố Hồ Chí Minh thì bạn ví dụ cái khóa học SEO website ở thành phố Hồ Chí Minh. Và từ khóa không dấu và có dấu là hai từ khóa khác nhau. Ví dụ từ khóa học SEO website ở đâu tốt thì có một từ Google phân biệt ra hai từ khóa này khác nhau. Khóa học SEO và SEO. Hiện tại Google đánh giá hai từ khóa này là hai từ khóa khác nhau. Bạn nên lưu ý lên đây. Thêm tin từ khóa là từ khóa không dấu và có dấu, từ khóa gợi ý của Google. Google thì cụ thể là ví dụ bạn muốn search tìm kiếm dụ mình tự học SEO đi, SEO ở đây là nó mình chỉ tìm từ học SEO, nhưng mà đây nó có gợi ý Google là học SEO ở đâu, học SEO miễn phí, học SEO ở đâu tốt. Ngoài ra mình còn giới thiệu vào một cái rất từ khóa nữa. Ví dụ ông tìm được xem có gợi ý Google, phần dưới này thường thường Google nó có giới thiệu cho mình các từ khóa như học SEO miễn phí, học SEO cơ bản, học SEO ở đâu, học SEO online, từ học SEO là gì, khóa học SEO, khóa học SEO tại Hà Nội. Đây là những từ khóa gợi ý của Google. Sau đó ta sẽ dùng Excel để ta phân tích ra một lần tổng nhân lâm cơ bản.
Ví dụ bạn cần làm ở các công ty thì mấy bạn làm dịch vụ cần chuyên nghiệp, còn mình làm sơ khai giống mình bán hàng cho không cho dịch vụ của mình chẳng hạn. Mình cần chia ra các cột như thế này. Các bạn phân tích là ví dụ từ khóa chính. Chính. Đây, từ khóa phụ. Ủa xong từ khóa phụ, từ khóa chính, từ từ khóa thương hiệu của bạn. Mình sẽ làm thêm một từ khóa tăng traffic chẳng hạn. Truy cập website cho các nó bên lợi ích của sản phẩm, tiêu tạo lợi ích sản phẩm. Bạn có làm thêm mục nữa, là giống như để ví dụ như các từ khóa phát sinh chẳng hạn, khóa gì đó, khóa sai dấu, chính tả. Nên mình liệt kê, mình sẽ loạt loạt từ khóa đây, 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 từ khóa chính của bạn. Ví dụ mình đang làm về du lịch thì từ khóa chính của mình là du lịch. Du lịch này thì cũng có nhiều du lịch như du lịch biển chẳng hạn, biển du lịch biển đảo, từ khóa phụ thì bạn có thể làm thì các từ khóa du lịch như du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh hay du lịch thắng cảnh thành phố Hồ Chí Minh, những từ khóa dài dài là những từ khóa phụ. Mình biết thế này, nói giống cái nhiều danh sư nghiệp người ta sẽ không làm thế này. Mình biết thế này làm cho nó mang bình dân dễ dễ hiểu thôi, cho bạn dễ hình dung đỡ rườm rà. Và mình có thêm có một công cụ giới thiệu cho các bạn là công cụ Google Ads. Và mình lấy từ khóa đó như vậy. Rồi mình có Google Ads này. Và lên đây bạn tìm bỏ chữ Google Ads vào. Google Ads Enter. Chúng ta click vào. Email thì hôm trước mình có lặn về email. Chờ đợi mình có thêm một cái gì, có thêm một cái nữa đó là trang web này. Success gọi thẳng vào đây luôn đó. Khi mình đăng ký sẽ có thế này: Việt Nam, về Ấn Độ, về chọn về Ấn Độ, giờ Hà Nội, con mình đăng nhập. Đây công cụ này, hiện tại công cụ này ta gõ qua đây, ví dụ từ du lịch website.
trong hiện tại nó bị lỗi. Đây, đây gọi về thu hết rồi. À, cho mà thu kỳ cục và lên. Đây, search keyword theo ý tưởng. Ví dụ du lịch. Đây là page của trong web ạ. Ý tưởng của web. Chọn ngôn ngữ. Việt Nam, tỉnh Việt Nam. Google thì có ý tưởng. Đây, tất cả ý tưởng của bạn, bạn đều ở đây đó. Nó sẽ hiện cho bạn nhiều từ khóa du lịch thuê, du lịch thanh niên, du lịch rất nhiều từ khóa. Bạn thống kê số lượng người tìm, hoặc bạn có thể làm kiểm tra cái từ khóa mình đang làm và cái bài luôn. Đây bạn thấy bên công cụ này thấy ví dụ mình gõ với từ khóa du lịch chẳng hạn, lúc này chỗ này nó sẽ hiện gợi ý cho bạn rất là nhiều: du lịch Phú Quốc, du lịch New York, du lịch Việt Nam, du lịch Đà Lạt, du lịch Nha Trang, du lịch Hồng Kông, Bùi, Mỹ, Quốc, New York. Thế thêm bên A đâu, bạn chọn bên ví dụ bạn đang làm ở B đâu đi, sẽ ra là du lịch Bùi, du lịch Indo, nhiều rất nhiều từ khóa phụ nhau cho bạn xem về. Mà kịp chọn là những từ biểu bàn chọn cái này Quốc, New York chẳng hạn, trang ra bên này và đánh ghép kìa, và bạn sẽ đào về cái này copy như thế này về, nó về về vào trong này. Đó, thế là mình đã có một giải quả. Ví dụ thêm các bạn đang nguyên bản bên này AdWords, đây là những từ khóa theo ý tưởng của bạn luôn. Chúng ta sẽ từ du lịch thì có du lịch Việt, đây là lượng tìm kiếm trong một tháng qua là có 20 lượt tìm kiếm, rồi bị giá rẻ ngang tìm kiếm, tỷ lệ thấp để cao, tỷ lệ vừa là giá tiền chạy cuộc. Cái này mình quan tâm, mình quan tâm để mình lấy một, mình lấy cái từ khóa bên này thôi, mình đào loạt cái ý tưởng này về, nó sẽ có một vấn đề đào loạt cho bạn và bạn đi sell luôn. Nó sẽ tự đau một kích saver file là sẽ có một đau lát mở ra ý tưởng tha hồ bạn làm. Thế bạn nhảy mình hai con cú này, hai con cú này quan trọng lắm. Chuyện màu cái nó đây là cách viết từ khóa thay từ khóa thay thô. Công thức của nó là K cộng B cộng A cộng T cộng L. K là từ khóa chính, B là từ khóa thương hiệu, A là mang tính chất, T là đối tượng, L là địa điểm. Mình để ví dụ như bán giày Adidas chạy bộ Nam ở Hồ Chí Minh. Từ khóa chính mình bán giày, thương hiệu mình là Adidas, tính chất của nó là chạy chạy bộ và đối tượng là Việt Nam. Và địa điểm ở đây là thành phố Hồ Chí Minh. Ta thêm bàn về cách kiểm tra tên miền, trang thông tin miền. Và trong web là who ít này mà mình sẽ kiểm tra thông tin tên miền.
Trong bên này mình để dùng này kiểu đăng tin của đối thủ, dù mình kiểm tra học sale cái khu này chỉ dành cho tên mình quốc tế. Chẳng hạn như vậy. Đó, tên đây đối thủ vì treo bạn mua ngày nhiêu ngày hết hạn, bao ngày bao nhiêu hết hạn, đăng ký ngày nhiêu, update ngày nhiêu, chị IP đấy, email liên hệ, ID. Tên miền này là có người che thông tin, có một số tên miền khác người đang che thông tin, ví dụ như miền này đi, đây tên miền này là của Bia, Bia Việt Nam. Hết hàng ngày 15/14, mua ngày 15/6/13 Bia Việt Nam chấm vn, có thông tin địa địa chỉ, thoại link đó. Cái thông tin của người đó đăng ký đó. Còn ở Việt Nam thì bạn có thể sử dụng tên miền .vn này để kiểm tra thông tin của các loại tên miền Việt Nam. Đây. Và như người ta kiểu thông tin tất cả tên miền đó, ví dụ mình kiểm tra thông tin của giờ đi, giờ là .com.vn. .com.vn đã cấp moment thông tin cho bạn đầy đủ. Lúc bạn chọn mua tên miền để mà làm điều như một cái sai, bạn nên chọn những tên miền có thương, bạn nên chọn tên miền thương hiệu của bạn, tên miền chứa từ khóa, tên miền ngắn gọn dễ nhớ, và bạn nhớ là nên mua ở thời gian dài, kiểu dù có điều kiện nên mua cả 4, 5 năm hoặc 10 năm. Và thêm một điều là bạn nên mua nhiều tên miền khác nhau nếu có điều kiện, ví dụ như mình nói là bạn đang kinh doanh về thời trang, thời trang năm hàng thì bạn mua tên miền thời trang năm .com, lúc mà có điều kiện thì bạn nên mua lên .vn, .info và .org, .net để phòng khi đối thủ mua và giải đến thương hiệu của mình. Nói qua về nói bạn về hôm trước mình còn có dùng từ landing page. Landing page là gì? Landing page là một trang web hay là một page trong một site mà page đó chúng ta chọn làm SEO cho một từ khóa hay 2 đến 3 từ khóa. Trang này sẽ xuất hiện trên công cụ tìm kiếm tập hợp nhiều page là gọi là website. Trang chủ vẫn gọi là landing page. Ví dụ trước mình có nói về trang 24 giờ. Đây, đây là một landing page, tập trung nhiều landing page lại với nhau. Trang chủ cũng là một landing page, đây là một landing page, đây là một landing page, trung là nhiều landing page để một trang chủ người ta vẫn gọi là landing page. Khi bạn làm là lưu ý cho mình là một từ khóa nên làm một landing page có thể tạo ra n landing page khác nhau cho nhiều từ khóa khác nhau. Landing page dùng để SEO nên là một trang chi tiết và có nội dung phù hợp với từ khóa đó. Bạn nhớ là đây có thể tạo n landing page trong một trang chủ như này. Nhưng một một landing page thì bạn nên sử dụng một từ khóa hoặc hai từ khóa trong một landing page thôi.
đây là cái hình ảnh. Bạn trẻ quả đẹp, thực phẩm giúp bạn trẻ quả đẹp. Mình có thể kiểm tra cái này của 24 giờ F12 cái phần để hát tìm thân meta keyword của nó. Đây, meta keyword đây, và sẽ thấy nó rất nhiều từ khóa thực phẩm tốt, thực phẩm nguồn quốc gia đây. Còn đây title của nó, qua về các bước thiết lập cấu trúc của website. Lúc đầu thì bạn nên nghiên cứu từ khóa cụ thể và xác định đối tượng cụ thể, và phân chia từ khóa vào trong chủ trang danh mục, trang chi tiết sản phẩm, xác định từ khóa theo mục đích và đối tượng, vẽ sơ đồ phân tích giá trị liên kết cho tất cả các trang, bắt đầu từ trang chủ, đảm bảo trang quan trọng nhận được nhiều link tốt nhất. Phân chia các từ khóa mình lấy 24 giờ này luôn, bạn thấy đang chủ các bạn làm, nếu mấy học xem các bạn nên lên trang 24 giờ này, hiện tại 24 giờ làm sao rất tốt. Dù bạn để ý này, đây là các mục, khi mà kích vào menu của để mục menu đang chủ chẳng hạn 24 giờ tin tức trong này, có thể xem lại menu bên này, phân chia rất nhiều nhỏ, thời gian hay tất. Để bạn hình dung hơn thì chúng ta nên lấy trang này, VRS, đây là menu của VRS, dù kích vào đời sống đi. Một đời sống này thường có nhịp sống gia đình, mẹ và bé, giới tính, nội trợ, du học rất nhiều. Hoặc là đơn giản hơn, mình có một trang này mình Martin, đây tin tức kể ma tiện đó sẽ là hiện lên Martin content sale. Dù bạn muốn sale khoa học sale, nhưng hoặc sale hoặc kiến thức sale, kích vào mục mục tìm thôi. Bài học hôm nay chúng ta đến đây kết thúc rồi, hẹn gặp lại vào lần sau. Thank you.